Thời điểm này, nội dung chương trình năm học của các khối học đã cơ bản hoàn thành theo chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo nói chung cũng như Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đồng Nai nói riêng. Tuy nhiên, đối với các em học sinh khối 9 thì đây lại là thời điểm nước rút quan trọng nhất trong hành trình của 9 năm học qua khi các em chuẩn bị bước vào kỳ chuyển cấp vào lớp 10. Do đó, trong những ngày này, các trường đang tạo mọi điều kiện để giáo viên và học sinh tập trung công tác ôn tập kiến thức cho các em khối 9. Những ngày này, học sinh khối 9 trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Biên Hòa đang tập trung cao nhất cho việc ôn tập kiến thức chuẩn bị cho hành trang thi vào lớp 10 sắp tới. Là trường được xem trường điểm cấp trung học cơ sở tại thành phố Biên Hòa, khi nơi đây đa phần là học sinh thi tuyển đầu vào cũng như quá trình dạy và học có chất lượng thuộc top đầu của thành phố Biên Hòa. Tuy nhiên, không vì thế mà các em tự mãn về học lực của mình cũng như không chủ quan trước kỳ thi chuyển cấp cực kỳ quan trọng sắp tới. Con phải dành thời gian ra để tổng hợp lại tất cả những kiến thức trong những năm vừa qua và phải ôn luyện lại những kỹ năng mà con cảm thấy là bản thân con còn yếu. Và đặc biệt hơn là khi mà năm nay là năm cuối cùng của chương trình cũ thì tụi con cũng khá là áp lực. Thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới thì nhà trường cũng đã là có cái kế hoạch là ôn tập cho các em. Thì ngoài cái việc là giáo viên trong nhà trường là giảng dạy thực hiện để đảm bảo cái chương trình của cái năm học 23-24, thì ngoài ra thì các thầy cô cũng đã tăng cường về cái việc ôn tập cho các em trong cái giờ học chính khóa để các em có thêm được cái kiến thức vững vàng. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 chính thức diễn ra trong 2 ngày, ngày 6 và ngày 7 tháng 6 và sẽ quyết định gần 11.000 chỉ tiêu vào 21 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn toàn tỉnh. Đây được xem là kỳ thi khá căng thẳng khi số lượng thí sinh dự thi đông, nhưng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường có tổ chức thi tuyển gần như không tăng thêm. Kỳ thi lớp 10 năm nay sẽ được tổ chức với 3 môn thi là văn, toán và ngoại ngữ. Riêng đối với các em đăng ký nguyện vọng thi vào Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh thì các em phải thi thêm một môn chuyên. Tại thành phố Biên Hòa luôn là địa bàn có áp lực rất lớn trong công tác tuyển sinh ở các cấp học, trong đó có cấp trung học phổ thông. Do đó, toàn bộ 11 trường trung học phổ thông công lập đều phải tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển. Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi vào 10 thì con sẽ cần phải chuẩn bị thật tốt về ba mặt là kiến thức, tâm lý cũng như là sức khỏe. Về mặt kiến thức thì đầu tiên với môn toán, con sẽ chăm chú nghe giảng trên lớp và đồng thời thì con cũng sẽ giải đề, sau đó thì cùng thầy cô và bạn bè chấm sửa. Đối với môn tiếng Anh thì con sẽ học thêm từ vựng, giải các bài tập, nắm chắc ngữ pháp để củng cố kiến thức. Cuối cùng thì với môn văn, với khối lượng kiến thức rất là nhiều thì con đã chọn phương pháp học bằng sơ đồ tư duy. Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo cho biết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 hàng năm do Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức có tính cạnh tranh cao vì số lượng thí sinh dự thi đông. Do đó, những thí sinh có năng lực học tập vượt trội hơn, đồng thời biết lượng sức mình khi đăng ký nguyện vọng sẽ có nhiều cơ hội trúng tuyển. Điều quan trọng là học sinh phải nắm chắc kiến thức 3 môn thi và chuẩn bị tâm lý tự tin trước kỳ thi.